Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có một cái máy bơm nước ngưng của máy lạnh đó các bạn. Nó bị hư nữa này, nó không có bơm nữa. Và cái loại này á là cái loại mới nhất bây giờ nha các bạn. Đó. Hôm trước mình chia sẻ với bạn cái cách sửa cái loại cũ thì nó sử dụng cái nguồn hạ áp trực tiếp luôn nha các bạn, bằng tụ á. Còn bữa nay thì cái khối nguồn của nó này các bạn này, nó sẽ là nguồn biến áp cách ly nha các bạn, thì theo cái phương pháp này nó sẽ an toàn hơn đó. Nó sẽ dùng cái sử dụng cái biến áp này à, nó nắn qua cầu diode và nó đóng mở bằng cái phao à, đóng mở phao và dùng cái con nó dùng con MOSFET nha các bạn, MOSFET NCA8295A nha các bạn. Thì sau một thời gian sử dụng các bạn, nó rất là bẩn luôn này, nó bẩn, nó đóng rêu đầy bên phía trong luôn. Thì mình cũng chưa có kiểm tra nó hư gì đâu các bạn, mình sẽ đi trước nhất là đi vệ sinh máy nha các bạn. Với mình chia sẻ với bạn nữa là cái thế hệ cũ á, thì mình sẽ dùng vặn hai con ốc ở hai bên này, còn cái mới thì các bạn phải lật cái này lên nhé. Ở đây nó có cái miếng chặn miếng cao su này, các bạn lật nó lên và nó có con vít ở trong là xong nha các bạn. Rồi mình sẽ đi vệ sinh và kiểm tra nó hư vấn đề nào nhé. Sau khi mình vệ sinh rồi các bạn thì nó rất là sạch sẽ rồi, thì mình đã đo, mình kiểm tra các bạn. Đây cái nguyên lý hoạt động của cái này rất là đơn giản luôn các bạn. Lúc trước ha, ở cái mạch cũ các bạn nó xài tụ hạ áp trực tiếp, còn bây giờ ở cái mạch này thì nó xài cái con biến áp này, biến áp cách ly luôn các bạn. Và cái mạch điện nó rất là đơn giản luôn, nó không có cái gì linh kiện gì sâu xa hết ha các bạn. Mạch 220 nha các bạn. Điện 220 sẽ đi xuống ra cái điện xoay chiều thấp hơn và được nắn qua diode này để qua tụ ha, ra được cái điện 12V các bạn. Motor này nó chạy 12V ha. Rồi sau đó cái điện cái bên này bên dương này các bạn này, điện dương này nó sẽ đi qua cái cảm biến. Đây là một cái cảm biến từ nha các bạn. Cái phao nó đóng rồi các bạn này. Đây, mình sẽ ráp vào để cho các bạn xem luôn. Thì cái cách thiết kế này nó rất là bền. Đó, các bạn sẽ để cái phần này ha. Đây. Thì khi mà nó chạm như thế này á, nó sẽ ngắt điện nha các bạn. Đây. Các bạn để ý ha. Thì có cái bên cái phao này này, nó có cái cục nam châm ở đây này các bạn này. Đó. Các bạn này, khi mà xuống nước nó tụt là nó xuống như này á ha. Nước nó tụt nè. Nước tụt thì cái nam châm này, đây là cục nam châm này các bạn này. Đó. Nó sẽ đưa về cái phần này và nó sẽ cảm biến, nó sẽ ngắt điện ha. Và khi nước mà lên, nước lên thì cái phao này nó đẩy lên này các bạn này. Đó, thì nó sẽ cái cục nam châm, cái từ trường nó sẽ đi ra và cái phần này nó sẽ đóng điện nha. Đó, mình hiểu nó đơn giản như vậy thôi. Thì mình kiểm tra rồi, nó không có hư cái phần gì hết. Thì các bạn thấy nó rất là dơ, sau mấy năm sử dụng các trong này nó rất là dơ bẩn và nó có thể nó bị nghẹt những cái phần này. Thì mình đã vệ sinh rửa rồi, bây giờ nó đã hoạt động trơn tru rồi nha các bạn. Thì mình gắn lại và mình thử điện ha, thử điện cho các bạn xem nhé. Motor mình đã gỡ ra rồi, mình sẽ để đây và mình sẽ cắm nguồn vô nha các bạn. Đó, thì cái phiên bản này á, mình thấy nó rất là hay luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng mở cầu dao này, motor hoạt động bình thường này. Đó, đó, nó đã chạy ngon lành rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp ráp lại thôi. Rồi. Khi mà xài nguồn như thế này thì phiên bản này phải nói là cực kỳ bền, bền hơn rất nhiều so với cái phiên bản cũ mà nó xài cái hạ áp trực tiếp qua bằng tụ á các bạn. Đây, phần này mình sẽ lòn cái dây motor này các bạn này, lòn qua cái lỗ. Đúng rồi. Rồi. Cái dây mua nguồn motor này các bạn này, nó sẽ xuống dưới đây.
Mình sẽ lấy nó ra bên này. Đây chứ, sẽ đẩy về phía này là các bạn, đó, để gắn đây, để gắn cái ống nó đi ra ngoài, thoát ra ngoài, các bạn đẩy lên cho mình, đó, ok, rồi các bạn nhét cái phần dây này, phần dây nguồn này, các bạn nhét vô, rồi như vậy là ổn rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành là đậy cái nắp này lại luôn ha. Rồi nó có một cái vấn đề chút xíu nữa này các bạn này. Cái phần này á, phần dây điện này các bạn này, nó khá là lỏng này. Nó khá là lỏng lẻo ha, nó không có giữ được á. Thì mình sẽ chêm cái phần này vô nhá. Rồi cái phần này thì phần nguồn của motor các bạn kết nối vô men. Đó, còn này là nguồn điện 220V. Rồi như vậy là xong rồi các bạn ơi. Và thêm một cái nữa này, các bạn phải gỡ cái phần này ra ha. Đó. Này các bạn thấy cái lỗ này, để mình vặn con ốc đó các bạn, vặn con vít này ha. Đây ha. Đây mình dán keo luôn nha các bạn. Dán keo luôn cho cũng rất là chắc chắn đó. Chút xíu rồi nha các bạn. Đó. Đó mình chêm bằng cái dây rút đó các bạn. Mình chêm mình gài vô ha. Nó rất là chắc chắn luôn. Rồi. Giờ mình sẽ kết nối nguồn và thử điện nha các bạn. Cái phần này thì các bạn gắn vô. Đây. Đó. Nguồn thì các bạn gắn nguồn vô thôi. Cái này là đậy sát xuống luôn nha các bạn. Và mình dùng vít ha. Nó con này nó có một con vít một à. Một con vít một ở đây thôi. Giúp ngược trở xuống để cái phao nó đóng xuống. Đó, là motor nó kêu rồi nè. Đó. Rồi, như vậy là đã ok rồi nha các bạn. Tiến hành là bộ này đi ha. Rồi, ok, xong rồi nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Có bất kỳ ý kiến nào thì các bạn để lại phần bình luận chúc mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.